Em là Trần Audio Nội, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em là Trần, mời các bác đăng ký kênh bên em để theo dõi cập nhật những cái báo giá sản phẩm audio bãi mới nhất mỗi ngày. Hôm nay thì em Đạt Trần xin lên sóng cho các bác một siêu phẩm cặp loa Tannoy vô cùng nổi tiếng. Cặp loa Tannoy Aden MK2 về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc. Bán khá là nhiều những dòng Aden MK2 rồi, nhưng có lẽ đây là một cặp đẹp nhất từ trước đến giờ. Em Đạt Trần tự tin rằng đây là một em hoa hậu đẹp nhất Hà Nội. Thưa các bác, dòng loa Tannoy Aden MK2 là một cái dòng loa vô cùng nổi tiếng. Chất âm của nó thì trong cái tầm giá trên dưới 50 triệu đồng thì thực sự là không có đối thủ. Đặc biệt là những cái model của Tannoy thì không có một cái model nào có thể vượt qua được cái cặp loa này ở trong cái tầm giá trên dưới 50 triệu đồng. Cặp này thì có một cái thiết kế ngoại hình rất là to, phù hợp cho các bác nào có cái không gian phòng nghe rộng cũng như là chỗ kê bày nghe rộng. Chúng ta cần một cái cặp loa lớn để chúng ta thể hiện đẳng cấp thì chúng ta chơi ngay cặp Aden MK2 này. Cặp loa này của em thì có cái kích thước tổng thể chiều cao là 1m, chiều rộng 66 và chiều sâu là 37cm, thiết kế rất đẹp. Trên tay em đang là tấm lưới e-căng của cặp Aden MK2 này, e-căng còn rất đẹp với lưới vải màu nâu. Đấy, tem đồng của Tannoy vẫn còn nguyên, hình thức xuất sắc luôn. Cặp này của em là quá mới luôn. Này, em mời các bác tiến lại gần để chúng ta quan sát chi tiết cặp Aden MK2 ngày hôm nay. Đây là những cái phần lưới căng còn lại. Đấy, tất cả đều rất đẹp các bác nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn. Căng xà beng quá mới luôn. Hàng tuyển chọn bên em. Đây, các bác chúng ta cùng nhau quan sát phần thùng vỏ, góc cạnh của cặp Aden MK2. Này, các bác có thể thấy rất rõ nét, em quay rất chi tiết cho các bác. Cái vỏ của nó là nguyên bản mộc mạc, không spa tu tác. Đây là cái vỏ rất mộc đây. Đấy, gỗ rất mộc, gỗ vàng. Cặp này của em là đời thùng vàng, đời vàng gold các bác nhé. Này, cái vỏ gỗ rất đẹp luôn. Tất cả các góc cạnh là không có bể lở gì cả. Cấu hình thì chúng ta có cái loa bát đường kính là 40cm, củ bát đồng trục của 3828. Củ bát này thì đã rất nổi tiếng trên thị trường rồi. Và đây cái màng bát đây còn đẹp keng luôn. Đấy, hai vi tinh chỉnh cho giải cao. Trong này thì chúng ta có ba cái lỗ thông hơi. Góc cạnh thì rất đẹp rồi, để các bác xem. Đấy, phía đằng sau này, cọc loa nguyên bản, phần hậu rất mới. Nói chung cặp này của em thì đẹp hoàn hảo luôn. Đẹp hoàn hảo luôn các bạn. Đấy. Các bác xem tiếp phần thiết kế thùng loa bên này cũng như là độ mới của em nó. Đây, các bác nhìn góc cạnh của cặp loa này ạ. Đấy, cặp này đẹp trên 90% chưa? Đấy. Xuất sắc luôn. Đây, phần hậu cũng rất là mới, cặp loa thì nguyên bản. Đấy, tuyến loa xuất sắc luôn. Em mời các bạn xem. Đấy, tuyến loa xuất sắc. Đấy, kiềng vàng gôn. Đấy, bên trong có cái kèn đồng trục đây, rất đẹp. Ở đây thì có các cái chi tiết cọc loa đây. Đấy, tất cả đều đẹp xuất sắc, tất cả đều đẹp xuất sắc các bác nhé. Đấy, cặp này từ thùng vỏ, góc cạnh đến e căng đến tuyến loa đẹp tuyệt vời luôn. Em giao lưu mức giá 50 triệu cho một cặp hoa hậu. Đối với những cặp nó không đẹp bằng thì cái mức giá thông thường nó chỉ khoảng 48 triệu rưỡi thôi. Nhưng cặp này gọi là nhấn mạnh các bác là siêu siêu đẹp. Có mức giá là 50 triệu đồng. Các bác quan tâm thì alo em nhé. Mời các bác chúng ta thưởng thức chất lượng âm thanh trên cặp loa này. Em có phối ghép với một chiếc ly của Luckman. Chiếc ly 507S. Chiếc ly này có mức giá 42 triệu đồng. Các bác đeo tai phone vào để chúng ta cảm nhận chất lượng âm thanh của bộ phối ghép ngày hôm nay. Tiếng rất là dày dặn mộc mạc. Thank you.
là âm thanh rất tốt trên cặp loa Arden MK2. Quá đẹp ạ. Triệu đồng cho cặp Arden MK2. Bên em có địa chỉ tại 63 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Em có giao hàng toàn quốc và giá này thì em không bao gồm phí vận chuyển. Quá đẹp ạ. Thực sự để mà tìm được những cặp Arden như thế này trên thị trường không có nhiều đâu. Đây các bác cùng ngắm cái góc cạnh của cặp loa. Quá đẹp. Và cái tuyến loa của cặp này cũng rất mới. Mạng bass đẹp keo. Đây là những cái phần lưới căng quay cho các bác luôn. Tất cả lưới căng còn đẹp, không có rách chảy xước gì cả. Faithless lover, under your spell I fail. Now I quan tâm thì liên hệ em đặt trần, duy nhất một cặp và tình trạng tuyệt đẹp. Em sẽ test sang nhạc vàng, nhạc bơ để cho các bác thưởng thức cái chất âm của cái cặp loa này. Và thực sự là đáng đồng tiền bát gạo trong cái tầm giá 50 triệu đồng. Để mà tìm được những cặp loa Tannoy khác, đấy, bát 40 cấu hình như này, giá cao hơn rất nhiều, xấp xỉ 100 triệu các bác mới mua được những cặp loa Tannoy bát 40. Giá rất tốt, kê bày đẹp, hoành tráng. Về đêm vui vấn đời,
Cặp Aden MG2 có mức giá rất tốt, 50 triệu đồng cho một em hoa hậu. Các bác quan tâm thì liên hệ em đặt trần. Xin chào các bác.